Từ từ nhớ, bạn điểm đang thật sự là căng anh em nhớ, bạn điểm đang thật sự là căng thẳng nhớ. Tức là ở game đấu này có hai người đủ điểm checkmate là Midfit và Minh Béo đều là 24 điểm mà. Hai người checkmate à. Áp lực nhân đôi à. Bây giờ mình đang 14 điểm, mình cần một game đấu top top 3 2 1 để gọi là đủ điểm checkmate ở game sau à. Ê, game này phải là top 3 trở lên đấy và hai ông này không được top 1. Chúc phong ánh sáng phân phối tướng à, phân phối tướng thì cho nó viết pro. Tất mà energy à, ok anh em ơi. Ê, em chỉ có quyền năng nhá. Ui em cảm ơn anh Ri anh Phạm nhá, hai top 1 là dễ thôi em chị ơi, em cảm ơn Ri anh Phạm nhiều nhá. Thank you nha nhiều nha. À, nó phải là cái thế rôn rôn đấy, nó phải là cái bài đấu đó đấy anh em ơi. Vẫn mặc ảnh rồi, khẽm rồi. Lượt quay thần thanh đánh vô nè anh em nhé, chốt bài anh em nhé. Nhà hai quyền năng à. Em chỉ biết rồi, em chỉ biết rồi. Kèo sặc. Ê, giỡn ngoài ní. Rồi, đánh vô nè đi. Game này chắc chắn là thế đẹp anh em ơi. Game này là một game thế đẹp anh em ơi. Không có gì phải sợ hết. Cả nhà này có hai quyền năng, nhà này có đánh chung hay gì đó. Tại vì nếu mà nhà này đánh chung thì nhà này lại càng không top 1 đúng không? Lên level 5 luôn à. Mình roam trước mình có Nico các kiểu đúng không? Trời châu dữ trời. Châu dữ vậy rồi. Nhà này quá nhiều kẹo à. Nhà đánh nó Sena Sen. Kháng phép một là giáp vai hai là huyết kiếm. Rớt ra con gì không rớt, rớt ra con Yone. Chắc chắn là một game đấu gọi là chốt bài rồi. Thật sự là muốn đánh điên đánh khùng thì có thể đi cô khùng điên luôn cũng được à. Đánh thế thì nó gọi là bị điên quá đúng không? Mình còn kìm hãm cái sự điên lại á. Từ nha, bình tĩnh nha em chị. Game này lo được đấy em chị ơi, game này lo được đấy. Không chỉ nghĩa là con này đang khá là ngon á, mình giữ cái Nico lại đi. Tại mình chưa cần xài anh em ơi. Cứ từ từ anh em nhá, cứ từ từ để kéo sẽ nhiều anh em nhá. Để dành cái Nico, để dành anh em ơi. Đánh phép nữa quá sao. Kiếm. Răng. Not my fault. This is about. Bật tay. Never a dull moment. Yeah.
Xong chị game này có cảm giác cái văn bia này ngon nha. Văn bia này. Bán hàng này đi à. Cần ngắt chuỗi của và làm fit đấy, thật sự là cần đấy. Con này cầm kháng phép đi. Nhà buồn ngủ là những người bạn nhỏ nó top 1. Ê, game này mình me me đánh hướng top 3 đi. Xong rồi game sau mình top 1 mình lòn. Ê, được á. Cái kịch bản nó đẹp á. Game này cho nhà này đánh thần tài nổ hũ đỏ. Nhà này thua thêm 3 đâu nữa nổ hũ xong rồi. Sao mà đỡ được đúng không? Lobby sao mà đỡ được. Xong rồi game này mình target làm sao mình đủ điểm chết mết. Xong rồi game sau kiểu như là người ta không có để ý mình đúng không? Mình lòn. Cái thế lòn lý anh em nhá. Cố lên. Ui. Chắc là bọn thua thôi. Hai máu à. Ok, gặp nhà này free win anh em ơi, free win anh em ơi. Thì có em chị đấy thật sự là trông chờ vào nhà này kiểu như là game này top 1 để gọi là tránh hai nhà kia vô địch anh em ơi. Nhà này bao nhiêu điểm rồi? Buồn ngủ à. Buồn ngủ 19 à. Gì mà free win gì mà trông gần thua vậy. Có phải free win không vậy? Cầm luôn anh em ơi, tránh trường hợp nhà đó chết mết, nhà đó top 1 ván đầu lắm. Cầm giùm cái. Lên cấp cái anh em ơi, hấp rồi, cái này hấp rồi anh em ơi. Đây rồi. À, thật sự là cái thế gọi là dùng cái này run quỷ nhá anh em nhá. Midfit à. À, cái thế dễ vừa cầm nhầm anh em nhá. Quỷ nhập rồi anh em. Úi. Ấn thiên cung luôn à. Quỷ nhập, quỷ đá nhập anh em ơi. Nhà này lấy huy hiệu tử thần mà nhưng mà lại đánh vô anh em 1 à. Em chị xin phép vô anh em 3 trước nhá. Em chị chạy cái. Nói chung bây giờ bài mình ơi cô lên 9 rồi đúng không? Không có gì đừng nghĩ cả đúng không? Cái gì mà con Yone nhà người ta sẽ mặc con Yone nhà mình nữa. Đi bà. Ây da. Dưỡng mặt hoài ní. Yone 3 thắng Yone 1 rồi là một chết rồi. Nguyên nhà. Cố lên buồn ngủ ơi. Buồn ngủ phải bắt đấy. Ê, đừng để cho Minh Béo nhắc hầu quay nhá. Hay này, xin nước mắt nào. Ê, con này bịp à. Ê, con này hình như em chỉ nhớ từ 2 chấm mấy. Em chỉ nhớ từ 2 chấm mấy là con này đã 8 con rồi mà ta. Từ 2.1, 2.2 gì rồi mà đúng không? Ủa sao giờ nó vẫn 8 con vậy? Chôn hả? Tí là một cái giảm giáp với lại là một cái áo trong bóng tối là đi. Xong rồi Eco lên level 9 cái phong vô công, xong rồi 7 tiên cung là full bài đúng không? Nói chung là vậy thôi đúng không?
Xong me me game này em chỉ nghĩ là game này tay hết ghét, gọi là top 2, top 3 đi. Đủ điểm chất mết là đẹp anh em ơi. Ok. Nhà này mất chuỗi tốt này. Nhà này mà có chuỗi tí lên cấp người ta ghê lắm. Ê, còn ôm 5 tiền nữa anh em ơi. Chắc chắn là phải ôm 5 tiền game này nha. Buồn ngủ vẫn đang gọi là gớm gớm này, hay nha, buồn ngủ là hay nha. Ok, 20 tiền tốt, đâu này 27 à. Game này phải top 3 nhá. Ê, Midfit xoay qua 5 tiền rồi nhá, Midfit đang xoay nhá, Midfit đang xoay nhá, Midfit đang có 6 con on nhá. Ê, nhà này on 3 là ván cái đầu đấy. Nhà này gớm anh em ơi, nhà này chịu. Midfit đang muốn vậy on này. Ơ nhưng mà nhà này ghê quá, nhà này không có đủ. Nhà này chút nữa. Mình béo đang cần Ire 2, Hway 2 auto lên rồi. Con kia chưa có, con kia chưa có, rất nhiều cao cường à. Còn nát à. Và anh chị chỉ có giảm hồi máu đúng không? Cái dịch sĩ à. Vừa lên Silas tốt này. Vừa lên Reven tốt này. Một cái lòn tốt này. Lúc tới tốt là hay. Hay 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 hay. Game này chỉ cần đủ chất mết thôi em ơi. Nhà buồn ngủ này lo hết. Chắc chắn luôn. Nhà này chắc chắn lo hết, nhà này top 1 chắc. Bây giờ nhà kia có khủng lồ kia ghê ghê đấy nhở. Lấy đó. Lấy anh kia đó. Ơ, oh, ông kia không lấy à. Đây cũng không có gì lấy á, nó xét à. Tên lấy quyền năng về cho ông Wukong á. Ê, con này giữ lại nha, cầm nhầm nhá đi nhá. Tròn vai, tròn vai, tròn cái vai thật sự là hình tròn. Giữ 5 tiền lại nha anh em nhá. Điều kiện cần của game này là mình không cho là nhà này top 1 để gọi là game sau được chơi đúng không? Thật sự là có thể được chơi anh em nhá. Tự nhiên lấy nó sẽ làm gì trời. Nhà này Ire 2, Hway 2 với lại gọi là UD 2 à. Nhập khánh thay. Game này bà mình hết đớt rồi, bây giờ mình ôm 5 tiền thôi. Sáu cửa hàng tiếp theo tôi một bậc à. Nhà này thiếu gì đây, nhà này thiếu Ire, thiếu Rakan, thiếu con này à. Gì hết tiền roll rồi trời. Nhà buồn ngủ này sẽ đấm nhà mình béo đúng không? Ê, em chỉ phải cổ vũ cho nhà buồn ngủ anh em ơi. Nhà này em chỉ không thua được. Hai. Hai 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 hai. À, cái thế game sau em chèo đủ điểm chất mết rồi nhá. Mọi người cơ hội đều là như nhau nhá. Hai cái top 8 chỉ là tai nạn nhá anh em ơi.
ôm 5 tiền này. Nhà này có UD2 chưa chưa đúng không? Listen ra. Listen ra. Con này on không còn UD. Bù đỏ tốt. Cứ để im đi. Nhà này Huawei 2 rồi, ra canh 2. Nhà này chưa này 2. Hai mẫu hai. Nhà này thua bóng chè luôn đúng không? Ui, Iri 2 rồi à. Iri 2 rồi à. Ờ? Không, nhưng mà nhà này không thể đủ đem chiếc em chè được. Tí nữa em chỉ gặp nhà này em chỉ không có thua được. Chắc chắn không thua được đâu. Hứa. Thua chỉ có thể là ảo ma thôi. Chỉ có thể là ảo ma Lazada thôi. Gặp bóng à. Nhà buồn ngủ đấm nhà này nguyên nhà đi cho em chè đỡ áp lực á. Đấm đấm nguyên nhà đó. Ui chết rồi, sao cái gì con cái gì đấy. Ờ game này em chỉ phải làm rồi. Game này em chỉ phải làm rồi anh em ơi, 76 tiền nâng cấp rồi. Lì lì cái mắt ngựa đi. À! Nhà này lên full 5 tiền 2 sao rồi. Liệu em chỉ sẽ là tội đồ cho lobby hay là như nào đây? Nhà đảo ngược bên à. Lúc nhà này mai thắng em chị. Mai thắng. Lúc trên mặt nước anh như cơn sóng. Như cơn sóng đi. Cơn sóng đi. À. Cái gì mà đái thế. Cái gì mà đái nó quần thế. Cái gì mà căng thẳng vậy. Ôi. Ôi. Ê, căng thẳng thế. Đừng mà. Thiếu một đồng lên cấp. Cái gì vậy trời. Cứu tôi với. Lại còn có vụ thiếu một đồng lên cấp nữa hả. Ôi. Ai, kịp con này cần quá. Mai thua. Mai thua. Cái góc combat này mai thua. GG. À, lobby phải cảm ơn em chè nhá. Lobby thật sự phải cảm ơn em chè nhá. Woohoo. Cái ông kia nổ thần tài nhưng mà lại không gọi là không lật được ông này. May mà em chè mà game này em chè cũng mặn mặn đấy. Anh em đang xem mà chưa like cho em chị xem một like nhé mọi người ơi. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá.